Quý vị phải nhớ hạnh phúc lớn nhất của đời người á, nhiều người không hiểu nó rằng là chúng ta có vợ đẹp hay chồng đẹp trai, hay là có con ngoan, hay là nhà cao cửa rộng, danh nghiệp lớn lao, rồi tiếng tâm rộng lớn gì tùm lum hết trơn, thấy không? Tưởng đâu cái đó là hạnh phúc đúng không? Phù du thôi. Quý vị coi trải qua cái thời gian dịch bệnh, quý vị coi rõ ràng không? Có nhiều người giàu sang phú quý qua một trận dịch bệnh thôi chết quá trời luôn. Nó có mấy cái công đoạn mà những đứa thấy rõ ràng mà lúc trước có chia sẻ cắt mấy công đoạn đó cho quý vị coi rõ ràng đây. Người ta giàu mà ta chết cả nhà, người ta dịch bệnh ở nước ngoài rồi đó. Rồi từ nước Ấn Độ cho tới Trung Quốc cũng có, là quý vị biết rằng người ta cầm tiền ra đường, người ta giải bỏ lên lầu người ta liền xuống luôn. Thì coi đó. Người ta muốn nói lại cho mình nghe một câu rằng là cả cuộc đời kiếm tiền bạc vì cái gia đình này hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng qua một cái trận dịch bệnh này gia đình chết sạch hết chứ. Bây giờ đồng tiền này có nhiều đi chăng nữa mà không còn người thân gì bên cạnh hết thì ý nghĩa gì đây? Tại vì người ta chỉ hướng đến như vậy thôi. Thì thấy không, rõ ràng đồng tiền không giải quyết được vấn đề, thấy chưa? Nó, bây giờ qua một trận dịch bệnh thì thấy rõ ràng luôn đó. Đây là một trận đại kiếp nạn mà để cái con người tu hay là con người không tu, tự mỗi một con người có cái sự nhận thức để nhìn nhận cái cuộc đời vô thường. Nhưng quý vị coi á, trong cái cuộc đời này mấy con người mà nhìn nhận được quý vị? Bây giờ chúng ta bao nhiêu tỉnh thành, bây giờ từ hồi sáng tới bây giờ chúng ta tu tới giờ này là nó lượt còn nhiêu đó, thấy không? Nó nói 2 ngày nhưng mà nó cũng chưa tròn vẹn á nghe. Từ sáng tới giờ là nó lượt mấy đòn rồi đó. Là bắt đầu sáng mai tôi mới tới nữa đúng không? Thì ngày mai tới nữa, chứ không có được tròn vẹn mà ngủ lại chùa tiếp tục liên tục luôn suốt 2 ngày. Mà nó lượt lại còn nhiêu đây á. Như hồi sáng thí dụ như mình nói, thí dụ như 2.000 người đi, nó lượt tới giờ này luôn, giờ này chưa chắc được 1.000 người, thấy không? Nó không còn được nhiêu, nó lượt luôn lượt vậy, thấy không? Nó rồi tuy người ta niệm Phật nhưng mà cái tâm giải thoát người ta thật sự người ta không có đặt vấn đề giải thoát mạnh đâu, thì kệ cái gieo duyên. Nhưng mà để muốn một đời này mà thật sự mà tu mà giải thoát, quý vị phải nhận thức cái vô thường và đặt cái tâm tu giải thoát cho nó cực kỳ mạnh. Vì sao mà mình về đây mà một ngày mấy buổi như Đức nói chuyện với quý vị? Tại vì đây là cái lót nền móng và cho quý vị tăng thêm cái tính tâm. Còn cái việc tu là nếu quý vị mà tính tâm rồi là ở đâu quý vị cũng tu chứ. Cái người bỏ tu chỉ có cái người mà không có tính tâm thôi, dù có tu nhiều cũng bỏ tu nữa. Còn cái người mà đã tính tâm mà nhận thức sâu sắc về Phật Pháp rồi là không bao giờ họ bỏ Phật Pháp. 100% họ không bao giờ bỏ Phật Pháp. Chỉ có những con người bỏ Phật Pháp là những con người mà không gầy dựng tính tâm, tính nguyện kiên cố thôi. Nếu con người mà gầy dựng tính tâm, tính nguyện kiên cố, họ không bao giờ bỏ Phật Pháp. 100% luôn. Nên cái việc mà để cho con người tu tịnh độ mà không bỏ, không mong tịnh độ, chỉ đúng có cái chỗ là gì? Ngày nào cũng gầy dựng tính nguyện kiên cố. Chỉ đúng vậy thôi. Nó niệm Phật nhiều, niệm Phật ít gì đó là cái chuyện của quý vị. Chỉ cần quý vị gây dựng tính nguyện kiên cố là quý vị sẽ không bỏ phó môn tịnh độ. 100% luôn. Như những đức bây giờ mạnh dạn nói một câu, nếu như những đức mà đổi phó môn niệm Phật chỉ còn có một cách là đi về đời rồi đó. Chứ không bao giờ cái chuyện mà đời này mà những đức chuyển phó môn niệm Phật đâu. Mà phương pháp này những đức sẽ gây dựng tu hoài cả đời mình tới chết thôi. Tại vì thấy rõ ràng luôn, mình nhìn nhận rõ ràng luôn. Những đức thường nói câu này hoài là vì Phật Pháp mà nói, chứ không phải là vì cá nhân mình đâu. Những đức có thường nói cái câu này là những đức nói 100% luôn. Quý vị cứ nghĩ đi, chính bản thân những đức một mình ở ngoài đời ngày xưa nè, mà sống mà làm mà không phát triển được nè. Cái việc mà tay làm hàm nhai, tay ngưng hàm nhịn nè, một mình nè, vậy mà tự nhiên chỉ gặp pháp môn niệm Phật này và chỉ niệm Phật thôi. Cái này là xác thực 100% luôn. Những đức chỉ có niệm Phật và hướng dẫn người ta niệm Phật thôi. Chỉ có đúng bao nhiêu việc như vậy như đức làm thôi. Như vậy mà quý vị cứ nghĩ đi, chùa chúng ta đông người, mấy cái đạo tràng như vậy, 800 người, quý vị biết một tháng sử dụng biết bao nhiêu tiền bạc chưa? Trời ơi, cả đời của người của những đức bây giờ cũng chưa dám nghĩ đến một cái chuyện mà một tháng mà cái số tiền đó để lo cho Tam Bảo nữa, và xây dựng bây giờ mỗi tháng trả tiền nữa. Cho quý vị biết đó, cả đời chưa dám suy nghĩ tới luôn đó, chưa dám suy nghĩ đến một phần tiền đó luôn đó, chứ đừng có nói mà nghĩ đến cái việc mà cái số tiền của một tháng đó. Vậy mà con người này chỉ có niệm Phật thôi nè,
rồi hướng dẫn người ta niệm Phật, mà nói hoài có Phật hiệu luôn, nói hoài có Phật hiệu luôn, và tán thán vạn đức hồng danh làm hoài luôn, chỉ bao nhiêu thôi, ai nhàm ai chán ai bỏ kệ người ta, những đức làm hoài luôn. Có nhiều người nói một câu, công nhận cái ông thầy đức này ông lì đòn, công nhận thiệt, trời ơi, một câu ai Phật niệm đến cùng mà giảng hoài 1000 tập rồi đó, 4 lần là 1200 tập, thì bây giờ hơn 1000 tập rồi, vậy mà cứ nói hoài không sợ nhàm luôn. Những đức nói tôi không có đặt vấn đề người ta nghe nhiều ít, mà tôi đặt vấn đề là tôi nhắc tôi hoài, tôi biết rằng nhiều người tu tịnh độ này mà bỏ cuộc, tôi đã thấy rõ ràng. Tôi đi đến ngôi chùa tôi học tập đầu tiên nè, chính vị thầy nói kinh khủng luôn kìa, như vậy mà còn chuyển biến kìa, không chi là cỡ mày. Những đức, những đức cứ nói mình như vậy hoài, mà nói mày chưa chắc đâu, chỉ còn có một cách là ngày nào mày cũng phải nhắc người ta để nhắc mày, ngày nào mày cũng nhắc người ta để nhắc mày thì mày không bỏ tịnh độ. Tịnh độ này không đơn giản đâu quý vị à, nó không phải là một cái pháp đơn giản đâu. Nếu là một cái pháp đơn giản vì sao Phật nói là pháp khó tin? Vì sao mà cái pháp này mà đơn giản, mà vì sao mà 10 phương chư Phật tán thán, mà bậc đại sĩ còn phải niệm Phật cầu sanh cực lạc? Nếu là cái pháp này là cái pháp đơn giản, vì sao gọi là tam căn phổ độ phàm thánh tề thấu? Như vậy thì những con người này vô cùng đơn giản, một bà già vô cùng đơn giản, một đứa con nít nhỏ xíu mà nó chịu nghe tịnh độ, nó chịu niệm Phật, quý vị nghĩ nó đơn giản không? Cặp mắt của phàm phu chúng ta không nhìn ra, nhưng mà chúng ta dựa vào kinh giáo của Phật dạy, thì con người này trong nhiều đời nhiều kiếp á, họ không có đơn giản chút nào. Và quý vị phải nhớ rằng tất cả chúng ta là những con người niệm Phật này đó nghe, là trong nhiều đời nhiều kiếp á, là chúng ta là người tu tịnh độ này nó quá nhiều rồi, nó quá nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà chúng ta chỉ đúng một cái bệnh này mà không được thành tựu con đường giải thoát thôi. Đó là chúng ta tu giữa chừng chúng ta bỏ cuộc, đoạn đường 10 phần chúng ta tu 2 phần bỏ cuộc, đoạn đường 10 phần chúng ta tu 3 phần bỏ cuộc, đoạn đường 10 phần chúng ta tu 5 phần bỏ cuộc, đoạn đường 10 phần chúng ta tu 9 phần bỏ cuộc, tới 9 phần rồi vẫn bỏ cuộc luôn, cuối cùng bỏ cuộc thì rớt lại. Chúng ta không chịu đi 100%, chúng ta không chịu đi hết cuộc đời, nên chúng ta đều là quay trở lại. Nên cái người thiện căn dày thì vừa nghe là tin liền, cái người thiện căn mỏng mỏng là phải được bổ túc hoài, bổ túc để nó tăng thiện căn lên. Nên cái pháp này gọi là cái pháp thiện căn phước báo nhân duyên thì mới tin pháp này. Nên cái người nghe đã là khó nghe rồi, không chi là người nghe mà tin. Những đức nói cho quý vị nghe nghe, nếu mà nói về người xuất gia bây giờ mà để mà tin tịnh độ thì trong 1000 người quý vị chưa tìm ra được 10 người xuất gia tin tịnh độ nữa. Thế thì biết không? Nếu như 1000 người xuất gia mà có 10 người xuất gia tin tịnh độ thì tịnh độ thịnh liền. Tin không? Tịnh độ nhất định thịnh liền. Tin là tin sao? Tin là lì đòn và liều mạng mà niệm là tin đó. Những đức từ khi vô chùa gặp tịnh độ tin niệm tới bây giờ, đi xuống đây không có một cắt bạc cũng niệm Phật luôn á. Niệm Phật không có một cắt cũng niệm luôn á. Mới xuống đây có gì đâu. Những đức là ở trên núi mà, xuống đây có gì không? Đi đến chùa thượng và thượng xây chùa, nhưng mình phải nuôi chúng, có gì không? Phải niệm. Rồi niệm tự nhiên ta đem tiền lên ta đưa nuôi mấy người già, rồi dư ra làm tượng Phật tặng người ta, rồi tiếp tục mở khóa tu niệm Phật luôn. Mà một con người không biết gì cả luôn, một con người chưa từng trải qua trường lớp gì giảng pháp luôn, chỉ có niệm Phật không, từ khi đi tu tới giờ hơn 13 năm chưa từng bước đến trường Phật học ngồi một phút nữa, không có sự nghiên cứu gì, không có sự chỉ dạy gì rõ ràng hết, chỉ là tự mài mò đọc sách tổ sư gút nhặt. Những đứa có một cái là gì thôi, lạ thay, một quyển sách những đức chỉ cần đọc qua một lần, như cái quyển sách mà Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, những đức đọc qua được có một lần. Vậy mà một lần những đức đọc qua này, những đức chích lục được 200 câu, 200 câu quan trọng nhất trong cái quyển sách của Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Quý vị coi, những đức thường chia sẻ cho quý vị nghe hoài đó, thường đọc những câu quan trọng nhất của tổ sư đó, đó là những đức chích lục ra đó. Còn những đức ngày xưa đã từng đọc qua sách của Khổng Lão Phu Tử, chưa hết quyển sách, nhưng mà những đức đã nhìn ra được cái sự giáo dục của lớp đệ tử quy, nên chích lục được đâu cả 100 câu ở trong lời dạy của Khổng Lão Phu Tử, mà thành hình thành cái lớp đệ tử quy, học tập lớp đệ tử quy đó quý vị.
Nên từ nơi đó mà nó kiên nhẫn tới bây giờ luôn là hơn 13 năm niệm Phật. Nếu hỏi rằng niệm Phật hơn 13 năm có đạt được cái gì hay không, những đứa này không có đạt được cái gì cả. Chỉ đúng có một cái là cảm thấy tịnh độ này thù thắng thật sự, chính mình giống như uống nước nóng lạnh cảm giác được thôi. Còn nói gì thành tựu gì, tôi không có thành tựu gì cả. Tôi chỉ có tin tịnh độ và tôi thấy tịnh độ là tôi làm được. Nên tôi đi tu, nếu tôi không phải niệm Phật thì tôi không làm được gì cả, mà tôi cũng bỏ tu rồi. Nếu như tôi không phải gặp cái môn tịnh độ và không gặp được cái nhân duyên mà ngôi chùa tu tịnh độ, và tôi không gặp được nhân duyên mà tôi đi đến đâu tôi cũng có cơ hội để phát triển cái phương pháp niệm Phật, thì xin thưa dưới cái tính của tôi là không đi tu nữa rồi, 100% luôn là đi về đời. Chỉ còn có cách đi về đời thôi. Vì sao? Nếu mà nói những vai trò này là những đứa đi về đời 100% luôn. Một là đi vô chùa đi cúng đi kiếm ăn là đi về đời. Hai là đi làm tay sai cho người ta mà chỉ vòng vòng tào lao bác xế là đi về đời. Ba là vô chùa chỉ làm việc mà bị la lối sùm mà không có phương pháp giải thoát là đi về đời. Bốn là ở trong ngôi tam bảo không có việc gì ý nghĩa hết, đi về đời. Chắc chắn 100% là những đức đi về đời. Dưới cái tính của những đức là không bao giờ chấp nhận sống như vậy. Thà về đời làm cư sĩ, làm một con người bình thường để sống ngoài đời, chứ không có chịu ở một cái nơi mà không có ý nghĩa gì hết. Và không bao giờ chịu cái chuyện mà đi cốc cốc keng keng kiếm ăn. Chuyện này chắc chắn những đức sẽ không làm. Nên những cái nhân duyên này là những đức thấy, nếu những đức gặp những nhân duyên đó là những đức không có duyên trong Phật pháp đi về đời. Nên may mắn thay những đức đi tu là đầu tiên là những đức gặp được ngay ngôi chùa Chiên Tu, là nắm chắc ngay câu Phật hiệu luôn. Và những đức đã thấy rõ ràng, những đức nói rằng cuộc đời của mày chỉ đúng câu Phật hiệu này. Nếu mày không làm được thì không còn phương pháp nào cứu được mày hết. Từ đó về sau là quyết chí là cỡ nào cũng niệm Phật, dù trong thời gian hơn 13 năm, dù gặp bao nhiêu sự trắc trở, thử thách, nhưng vẫn quyết tâm niệm Phật và vẫn duy trì được phương pháp cũ của ngày xưa mình đi đến ngôi chùa đó. Và tới bây giờ những đức vẫn duy trì phương pháp cũ đó. Và tới bây giờ một con người không có cái gì đặc biệt cả, chỉ có đúng một cái là lão thật niệm Phật. Những đức là nằm cái dạng lão thật niệm Phật đó quý vị. Đi tu hơn 13 năm chưa từng đi muốn đi cầu học ai hết. Tại vì sao? Những đức đã cảm giác được câu Phật hiệu này và pháp môn tịnh độ này không phải học hay nghe gì nhiều, mà chỉ cần chân thật chịu niệm thôi. Từ cái lòng tin chịu niệm Phật thôi. Niệm lâu ngày có những cái tự nhiên sẽ biết. 100% luôn, niệm lâu ngày tự nhiên sẽ biết. Tuy là câu Phật hiệu đơn giản như vậy, đi đứng nằm ngồi giống như chơi chơi vậy đó. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Mình niệm phi người niệm, mình ăn chay phi người ăn chay, mình phóng sanh phi người phóng sanh, mình làm việc thiện phi người làm việc thiện. Lấy niệm Phật làm chính, kiên nhẫn như vậy, nhất định quý vị tu sẽ có kết quả. Từ xuất gia cho tới hàng cư sĩ luôn đều có kết quả hết. Từ nam và nữ ai cũng có kết quả hết. Chỉ cần kiên nhẫn niệm Phật thôi sẽ có kết quả liền, 100% luôn. Cuộc đời quý vị có khổ cỡ nào đi chăng nữa, quý vị chỉ cần chịu tu pháp môn tịnh độ này là quý vị sẽ không có khổ nữa. Chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ khổ. Tại sao những đức cảm thấy nó không bị nhàm gì cái nói này quý vị? Làm sao tôi nhàm được? Tôi là đặt vấn đề tôi là quan trọng nhất nè, chứ tôi không có nghĩ người khác. Người khác nghe bao nhiêu cảm giác đó kệ họ, còn riêng tôi là cái quan trọng nhất là dù trải qua những sự thử thách gì tôi vẫn kiên nhẫn niệm Phật. Tôi vẫn kiên nhẫn niệm Phật là được rồi. Đó, tại vì sao? Vì tôi thấy rằng không đơn giản đâu. Nó có nhiều người tu tịnh độ cùng một thời với mình, nhìn tới nhìn lui không có mấy người còn tồn tại đâu quý vị à. Trong một thời xuất gia cùng với những đức thôi quá đông rồi, nhưng cuối cùng đi lông bông lông nhông, học không ra học mà tu cũng không ra tu luôn, đi lông nhông hết. Nên những đức nói rằng là phương hướng của những đức là gì? Trụ xứ một nơi. Có nghĩa là duyên ở nơi đâu, không phải chùa mình nghe quý vị. Như ngày xưa những đức ở trên tỉnh Thác Quan Âm đâu phải chùa mình đâu, nhưng thầy Giác Nhàn chuyên đi giảng chỗ này chỗ kia, những đức ở chùa lo cho chúng không, rồi khuyên các cụ niệm Phật vậy thôi. Ở được 5 năm, 5 năm cái duyên đưa đẩy đi xuống đây chùa Hòa Thượng. Hòa Thượng xây sẵn hết. Những đức đi vô đây nuôi chúng tiếp tục nữa. Nhiều người đi về đây cứ nghĩ những đức là chủ trì chùa không à. Lạ, cái nhân duyên những đức rất là lạ. Những đức đi đến đâu á, ngày xưa thì trên kia thì vị chủ trì chùa đi giảng pháp đi suốt luôn. Những đức ở chùa nên cái việc gì những đức cũng giải quyết, nhờ vậy mà thành kinh nghiệm ở trong ngôi tam bảo luôn. Đó là có cơ hội vậy. Đi xuống đây thì Hòa Thượng mình lớn tuổi mà bận việc gì giáo hội, mà Hòa Thượng lại không có chia sẻ về tịnh độ, nên bắt buộc những đức phải nói tịnh độ thôi. Thấy rõ ràng không? Rồi từ nơi đó mà đi chùa Hòa Thượng, nhưng mà giống như không phải của mình nhưng mà được sử dụng ngôi tam bảo xứng đáng luôn.
Nó nên ai về đây phần nhiều cũng tưởng Nhân Đức là chủ trì không à. Nhưng Nhân Đức thì không có gì à, thật sự mà nói. Nhưng mà người ta tưởng đâu cái này là của cải của Nhân Đức không à. Chứ thật sự Nhân Đức không có một cái gì luôn quý vị. Nhưng mà rất là khỏe, rất là thoải mái. Nó đi xuống đây tới bây giờ là hơn 8 năm chờ. Được cái cơ duyên chuyên nhất niệm Phật, không cần phải đi đâu cả. Và bây giờ thì phát triển mấy cái đạo tràng bên đây Tùng Lâm, thì mỗi ngày cứ đi qua đi lại để lo cho các cụ. Rồi phương pháp tu thì dùng bằng chiếc máy. Phương pháp tu này là chiếc máy chùa mình tu, là cái sự phát triển mạnh nhất của phương pháp tu bằng chiếc máy luôn á. Quý vị cứ nghĩ chùa của chúng ta đi, 3:30 buổi sáng tu thì tất cả các đạo tràng của 3-4 đạo tràng đều 3:30 tu hết, đúng một phương pháp luôn. Tu xong rồi là tới giờ ăn cơm là tất cả các đạo tràng ăn cơm đúng giờ luôn. Rồi xong quét chùa chiền sạch sẽ xong 8:30 là bắt đầu là tu, là 8:30 toàn bộ các đạo tràng tu hết là một lượt luôn. Quý vị coi, nếu như mà dưới cái lượng xuất gia của chùa mình mà nói cái việc mà nói mà các đạo tràng này mà cho các thầy mình mà dẫn chúng tụng kinh niệm Phật á, chắc quý thầy mình chắc là gì nè. Sao nói, quý nghĩ sao nói không? Cái micro này mà cầm suốt luôn, cái tiếng Nhận Đức là hơi bị đặc biệt đó cho quý vị biết á. À, cái tiếng Nhận Đức là hơi bị đặc biệt, hơi bị lạ luôn á. Nhiều người đều nói vậy đó. À, nói chuyện dù cả ngày đi chăng nữa, giảng 6-7 buổi đi chăng nữa, nhưng mà cái tiếng vẫn ầm 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 vậy đó. Quý vị thấy Nhận Đức lại của ta quán thấy âm không? Dù là đau cổ gì đau cổ, nhưng mà Nhận Đức chưa bao giờ cái chuyện mà nương với cái cổ Nhận Đức. Nhận Đức nói tao sử dụng mày xứng đáng á. Vì một ngày nào mày cũng bỏ tao, đúng không? Nó gần với một con người mà một ngày nào họ cũng bỏ mình thì thôi, chúng ta cứ có cơ hội sử dụng thì sử dụng đến với nhau cho xứng đáng đi, cho nó được có kết quả, hiểu không? Nó bây giờ nó sẽ bỏ mình mà, sớm mai ai biết nó sẽ bỏ mình nè. Nên bây giờ sử dụng nó, có cơ hội thì tới bờ tới bến luôn. Nên Phật tử về chùa quý vị thấy Nhận Đức tiếp quý vị hết lòng chưa? Nó quá hết lòng luôn. Nhận Đức nó bảo đảm 100% với quý vị luôn. Từ khi quý vị biết chùa tới bây giờ quý vị có đi 100 ngôi chùa, quý vị cũng chưa thấy một người xuất gia nào mà tiếp quý vị cái kiểu này luôn. Có thể chia sẻ Phật pháp và tu chung với quý vị, có thể ngày 4 thờ, rồi ngày lễ lọc thì xuyên suốt với quý vị luôn. Nó rồi ngày nào cũng là 2 buổi thuyết pháp. Rồi chánh điện thì tu 2 thờ, từ khi có hợp công việc của chùa thì không lên chánh điện thôi. Đó là cái gì? Đó là cái mà thật sự mình muốn giải thoát. Cái người mà thật sự mà muốn giải thoát á thì cái người sẽ tự lo tu à. Quý vị khỏi cần ép họ, quý vị khỏi cần mà kêu họ chỉ mất công đi. Tại vì sao? Vì mình phải muốn giải thoát thì mình tự cố gắng đi. Tại vì cuộc đời này nó vô thường lắm quý vị. Mang cái thân này, dù mình có giàu sang phú quý cỡ nào đi chăng nữa, nhưng một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là cái của mình. Nên những đức thấy rằng là cuộc đời những đức đi tu là có ý nghĩa, trong nhà Phật là có ý nghĩa nè. Bây giờ nuôi được bao nhiêu trăm bà già như vậy, và mai mốt ngôi chùa Hòa Thượng xây lên tiếp tục nhận người già. Bữa nay là nhận người già nữa nè. Bữa nay là ngôi chùa mới bắt đầu nhận người đó. Từ đây tới mà tới Tết thì coi cái ngôi chùa mới nó hưng thịnh, ngôi chùa vài trăm người nữa nè. Quý vị coi cuộc đời con người cũng là một đời con người. Vậy mà con người ta lại làm được một số việc trong cuộc đời này. Nên khi những đức chết là chỉ có đúng cái là gì? Vì sao vậy? Nó chấp nhận rồi. Nó vừa bụng quá rồi. Tại vì sao quý vị coi, nếu Nhân Đức ngoài đời mà đi có vợ, Nhân Đức làm được gì? Nhân Đức thường nói hoài, nếu mà Nhân Đức đi cưới vợ á, thì bây giờ chắc là, trời, chắc là khỏi cần nói nữa. Đây là tu tạ tơ, tàn tạ luôn, chứ đừng có nói dòng do cái gì mà không đi. Nó khổ chết được luôn. Nó mà gặp con vợ mà hung dữ cái nữa mà. Mà kiểu mà làm không ra tiền về nó chửi te tua, mà cái tính Nhân Đức mà chửi, dám Nhân Đức chửi là Nhân Đức quýnh là te tua luôn. Tối ngày vợ chồng quýnh lộn hoài luôn. Cái tính mình cũng cọc tính quý vị. Nó nặng mình bộc lại thiệt á, chứ không giỡn đâu. Hiểu không? Nên may mắn thay đi tu, thấy chưa? Nó ý nghĩa vô cùng luôn. Nên bây giờ mấy cái đạo tràng mà nó mọc lên thì tất cả những người khắp nơi nào quý vị đều có cơ hội chứ. Những người mà có tâm huyết đi tu là tự nhiên những ngôi chùa này quý vị có cơ hội à. Một là cuộc đời của người Nhận Đức nó cũng là một thanh niên ngoài đời ngày xưa lang bạc nữa. Nên khi nó làm một cái việc gì là nó có nghĩ về cái danh cái lợi của bản thân. Tại vì Nhận Đức là người không có gì mà Nhận Đức đặt vấn đề cái gì. Nên Nhận Đức thường nói rằng cuộc đời mình là không có gì. Một con người đi tu không phải nói là buông bỏ. Có gì đâu buông bỏ. Người ta giàu có như Thái tử Tất Đạt Đa gọi là buông bỏ. Còn mình á,
là đất cắm dùi không có mà buông bỏ gì. Ngoài đời ngày xưa làm khổ quá trời luôn. Mỗi buổi tối đi ngủ nằm chiếc xe cơm ngủ, 7-8 năm giờ nằm xe cơm, 4-5 năm giờ nằm bàn ăn. Giờ gặp được Phật Pháp, tự nhiên tiếp nhận Phật Pháp và đi tu. Buông bỏ, làm gì buông bỏ? Như tức là không có lý do gì buông bỏ chứ nghe. Vì có gì đâu buông bỏ. Vợ cũng chưa có, tiền cũng không có, đất cũng không có, sự nghiệp cũng không có, nghề nghiệp cũng không rõ ràng. Vì buông bỏ cái gì? Những đức là may mắn gặp Phật Pháp, là tiếp nhận Phật Pháp là tu, chứ không có gì buông bỏ chứ. Nên từ nơi đó mà vô trong chùa mà có cơ hội bây giờ làm việc cho đại chúng, làm việc cho chúng sanh, là mình thấy cảm ơn Phật rồi, quá cảm ơn Phật rồi. Nên người ta cũng quý thương mình, đó là mình thấy cuộc đời ấm áp rồi. Cuộc đời mất mẹ sớm, sau này cha cũng mất. Bây giờ được lo cho bao nhiêu trăm bà già, được Phật tử cũng quý thương tôn trọng. Điều đó là cảm ơn Phật quá trời. Chứ còn cái chuyện mà nói đi tu mà những đức nói mà buông bỏ thì những đức không có gì buông bỏ chứ. Còn vô đây mà nắm tùm lum tùm la, đó là tại những đức thôi, chứ những đức không có lý do gì hết chứ. Vì sao gì những đức có gì đâu. Nó bây giờ đi tu rồi, quý vị coi, đi vô chùa nè, tiền bạc lo cho đại chúng cũng có nè, rồi mỗi ngày cũng có chiếc xe hơi chạy tới chạy lui qua lại đậu tràng. Nó cho trò ngon ghê. Còn cha mẹ người ta còn cái gì nữa, chờ ngoài đời đi xe tay ga, chưa có được tay ga xịn. Vậy mà đi tu mà bây giờ được cái ơn của Phật mà chăng thật mà làm mà được vậy cũng ngon lắm rồi, đúng không? Rồi cuộc đời cũng có ý nghĩa, nhiều người biết đến vị con vậy là quá trời ơi. Vậy là cái ơn Phật là quá lớn đối với mình rồi, còn gì nữa chàng. Thì bây giờ cả đời này có phục vụ Tam Bảo thôi, hết lòng hết dạ phục vụ Tam Bảo thôi. Đó là những cái phương tiện mà để sử dụng ở trong ngôi Tam Bảo cho nó tiện lợi, để mà mình phục vụ chúng sanh thôi, chứ còn cái gì nữa bây giờ. Nói bây giờ từng tuổi này rồi, bây giờ mình nghĩ 41 tuổi rồi, thì cuộc đời con người có khi vô thường ai biết được. Có khi cái này ở đây nhưng mà tối nay biết đâu nước biển nó tràn ầm ầm vô cái biển mà, hoặc là đất cát ở đây tự nhiên nó sụp, mình đang nằm ngủ vậy mà vậy trời, nhà quay dữ vậy ta. Không, nó đè dập lép chết queo hết trơn, của cải gì của bạn. Không, nói đây không phải là chúng ta cảm thấy mình chán đời, nhưng mà để nhắc con người mình đừng có bị vật chất của cải nó làm cho mình bị mờ ám tối tăm. Con người ta cứ khổ hoài trong cái vật chất, không có ngày thoát thân ra được quý vị. Con người chúng ta là khổ hoài luôn, không có ngày thoát luôn. Bây giờ ở đây một cái ề này ấy, mà rồi xây dựng gì nữa, một tháng biết bao nhiêu tiền bạc mà nói. Nếu mà nói gì lo cũng không biết đường nào mà lo luôn. Bây giờ nó lo không biết đường nào lo nữa. Chỉ có một cách là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Chỉ có vậy thôi. Lúc nào mà hết tiền thì niệm mùi mùi một chút, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Giống năn nỉ với A-di-đà cho tiền vậy. Thì coi á. Còn lúc nào mà có tiền thì niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Còn lúc nào mà thiếu tiền thì A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tiền nè con. Đúng không? Thì thấy chưa? Mà quý vị thấy rõ ràng là mỗi một cái đề những đức chia sẻ nó đều nhằm ngay cái đề không, quý vị thấy rõ ràng không? Ví dụ như buổi sáng những đức chia sẻ về cái chuyện về cái người chết đồ này kia, thì những đức nói về hương linh đồ, nói về người chết không, đúng không? Nói nhiều về người chết vô cùng luôn á. Còn cái buổi trưa thì nói về giáo dục của Phật Đà, thì những đức nói giáo dục nhiều quá trời luôn. Buổi chiều này những đức nói về niệm Phật, cái đó nó niệm Phật không đó. Nó rõ ràng không? Nên mỗi buổi bị nghe nó đều có cái lạ hết trơn á. Để ý đi, thấy rõ ràng. Nên từ nơi đó có pháp môn Tịnh Độ này nó đặc biệt không? Mà rất tự nhiên nghe, không có suy nghĩ qua nay nói cái gì cả. Tự nhiên qua ngồi vô cái quý vị thấy không? Mà cũng ít ai mà chia sẻ Phật Pháp mà vô đề những đức lắm. Thấy vô đề chưa? Vô đề ngang không à. Vô à. Không cho ai biết gì chứ. Người ngộ ghê. Thấy rõ ràng không? Nó bất chợt lắm. Nên gặp nhau cũng là bất chợt không à. Những đức quý vị thấy rõ ràng không? Có khi bất ngờ tự nhiên đi vòng cái gặp nhau cái nói chuyện à. Chứ không có nói là hẹn gặp nhau hay gì chứ. Mệt lắm. Nó đó là rõ ràng luôn á. Vậy thì cuộc đời của người chúng ta có duyên. Ngồi vậy là đặc biệt rồi. Nghe mấy thầy mấy chú nói, ôi ôi nó kẹt xe mà từ ở Vũng Tàu nó kẹt tới thành phố. Nó kẹt xe như vậy, nó kẹt một đoạn đường nó không tưởng tượng được luôn, nó kẹt á. Nó dính cứ ngắt hết trơn. Vậy kiểu này đi chơi chắc nguyên ngày ngồi trong xe quá. Không biết tiểu ở đâu luôn. Vì kiểu nó kẹt xe có đó là tiểu ở đâu. Chắc là mở cửa xe,
chạy xuống tiểu bậy tiểu bạ leo xe ngồi nữa. Về bạn bè hỏi ủa hôm nay đi Vũng Tàu vui không? Vui lắm. Nó kẹt xe muốn chết luôn, vui đâu mà vui. Nó quý vị thấy quý vị có phước chưa? Quý vị có phước cả ngày nay chưa? Nó nhìn thấy gương mặt ai cũng rạng rỡ. Thấy chưa, ngồi thấy dễ thương ghê. Thấy không? Nên để... ngồi dễ thương chút ra ngoài cho uống bột. Trời ơi, ngộ ghê, chùa của mình quý vị thấy đơn giản thôi. Nó một cái thời tu ngắn, chia sẻ bài Phật pháp một thời tu ngắn gì mà cả ngày thấy ai cũng cười, thấy chưa? Giờ này mà dán con cười vậy là ngon, mà mắt ai cũng thấy long lanh nha. Chứ cái kiểu mà tu ngày nay mà giờ này mà ngồi mà. Thấy không? Còn giờ này vẫn là năng lượng tràn đầy. Vậy mà mấy người đi du lịch là giờ này là te tua rồi đó. Te tua rồi đó. Nó già trẻ bé lớn gì cũng te tua hết chứ. Thấy không? Đó. Rồi kẹt xe te tua. Rồi khách sạn nhà trọ gì, gì nó kẹt cứ ngắt hết chứ. Nó dồn mà. Nó dồn một điểm mà quý vị coi á. Cơ hội cho người ta kiếm tiền rồi cũng cơ hội tạo nghiệp luôn. Thấy không? Nó giờ này mà biển rồi ha, tối tăm rồi ha. Trời ơi, ngày xưa mà lúc này lễ á, giờ là cũng xấu xấu cho kiếm em. Chứ không lẽ đi mình nó cũng buồn. Thấy không? Xấu xấu vậy chứ cũng có em chứ không phải không có đâu nghe. Đừng có chuyện đùa nghe. Không có tiền cũng mượn vài tháng lương đại. Xà nghèo mà xạo lắm. Cho ngày xưa chuyên gia nghèo mà chảnh ghê gớm. Mỗi lần mà Tết mà đi về quê á, trời ơi, mới đi về người ta tưởng đâu là giám đốc về quê không à. Mới về quê ghê lắm. Ôi, bận đồ quá áo thùng đồ nghe, mang kiến đen đồ đi nghe. Chải tóc xích keo đồ ghê lắm nha. Mặt thì không được đẹp nhưng mà ngặt con cái là thích để tóc giống diễn viên điện ảnh rồi á. Mua keo bọt đồ quý vị xịt vô tay rồi dò dò tóc mà tóc quắn nữa nha. Giỡn mang kiến đen vô mặt giống xã hội đen. Thấy không? Đi về quê ha, nghèo mà xạo lắm. Nó đi xe xuống xe bo. Xong đi xe về tới nhà một đoạn nữa bo. Thấy không? Mua giấy số, mua 5 tấm trả tiền 10 tấm bo. Xạo ghê gớm lắm nha. Xong rồi đi về nhà, bạn bè tập trung đến. Đúng chỉ được 2 ngày. 2 ngày đầu đi ào ào trước mặt bạn bè không. Kích kích đi vô quán ăn. Đồ ăn mọi màn bia nghe. Yeah. Tính tiền em. Tính tiền xong bỏ em luôn. 2 ngày. Rồi tới ngày thứ 3 đi phía sau không. Lạnh ngắt. Mấy bạn hỏi ồ hiện đâu có tiêu rồi bay. Mày biết mà năm nào nó cũng có 2 ngày à mày uống. Hết tiền là lạnh ngắt à. Trời ơi đi về thấy ghê lắm. Tới khi đi, đi buổi tối không. Khi mà thành phố đi về á, là toàn là đi buổi tối sáng về quê. Về quê buổi sáng để nhiều người thấy á. Kênh kênh được mặt thấy ghê lắm nha. Tưởng nó ngon lành lắm. Khi đi lên lại không dám đi bằng ngày, đi bằng đêm. Chảnh nó chứ quê không. Hỏi sao kỳ vậy, sao mà không chịu đi bằng ngày mà đi bằng đêm quý vị. Áo thun quần đùi. Dài dép sạch nhất. Đồng hồ gì cũng sạch luôn. Trời ơi, lúc cái, có cái năm nghe. Làm cũng như dư tiền, mua được cộng dây chuyền 5 chỉ đeo xạo ghê lắm. Bận áo, mở nút áo ra. Chờ tao thấy có cộng dây chuyền á, trời xạo thấy ghê thiệt chứ. Trời ơi, về quê chơi một phát một. Đi xuống, qua đi qua Châu Đốc á. Bán cộng dây chuyền thì xịn. Mua cộng dây chuyền giả si giống hết vậy đeo lại. Đi về thành phố sợ người ta cười, bây giờ mới mua cộng dây chuyền nó mất tiêu rồi. Tiếp tục lâu lâu cứ đi ra ngoài cái chợ gì ở thành phố quận 7, quận 8 á. Si lại, cứ cách nửa tháng, tháng si lại. Cứ si hoài vậy đó. Ồ, thời gian mà thấy sao nó kỳ quá kỳ. Thôi, nói với ông chủ bà chủ thôi cho mượn tiền mua cộng khác đi chứ đi si hoài nó kỳ quá trời kỳ. Nghe thấy không? Trời cũng vì cái danh thôi mà nó khổ vậy đó quý vị ô. Nghèo mà cứ là làm cái chuyện giàu sang đó mà. Nên từ khi đi tu tới giờ đúng là mình thấy đúng là mình tự tại thiệt quý vị à.
Càng tu thì càng trở thành một con người đơn giản. Tại vì mình muốn giải thoát, quý vị ơi. Mà càng đơn giản thì càng có nhiều tiền. Càng đơn giản thì càng nhiều tiền. Ngày xưa thì càng xạo sự thì không có một cắt nữa. Mà bây giờ càng làm việc tốt thì càng có nhiều tiền, và càng nhiều người tin tưởng mà đem tiền đưa cho thắt nó rất là nhiều. Khắp nơi nơi người ta đưa tiền cho luôn. Nên những đức nói rằng Phật pháp này rất là hay, quý vị chỉ cần tu học đúng đắn đi thì tất cả cái nghiệp duyên gì, cái phước duyên gì nó cũng phát triển được chứ. Chỉ cần quý vị tu đúng đắn, mà đúng đắn nhất là cái gì? Lão thật niệm Phật. Đúng đắn nhất rồi đó, mà nói dòng do nói nhiều gì chứ. Đúng đắn nhất là quý vị lão thật niệm Phật đi. Tại vì con đường này như đức đi qua rồi. Nó giờ con người có khổ cỡ nào mà gặp tịnh độ này cũng hết khổ chứ. Hết khổ đó. Quý vị thiếu phước đây nè, thiếu phước nè. Sanh gia đình nghèo thiếu học nè. Học có lớp 3. Học lớp 3 mà ở lại 6 năm. Trời ơi, kể về lịch sử đi học mà thấy ghê luôn. Không ai dám giành huy chương với mình luôn. Huy chương dở. Lớp 1 3 năm. Ở lên lớp 3 năm không lên lớp luôn. Ở lên lớp thứ 3 làm lớp trưởng. Trời ơi. Người ta làm lớp trưởng là người ta giỏi. Còn cái này là do quá lớn. Ở lớp 3 năm, cuối cùng cô giáo nói thôi cho em Hiền làm lớp trưởng, nó lớn quá. Nó cầm đầu với đứa nhỏ. Nó dở nhất mà do lớn quá làm lớp trưởng luôn. Mà trời ơi, cái gì đâu mà còn nhỏ mà nó quỷ ma gì đâu mà kinh khủng lắm. Hồi nhớ hồi xưa học lớp 1 mà vô học lớp 1 mà nhỏ xíu à. Mà thấy bà cô Dung á, nhớ hoài bà cô Dung bà đẹp. Cô giáo bà đẹp, bà cao ráo, bà áo dài bà đẹp vô cùng, mà con nít. Bà nghĩ mình là con nít. Bà lợi mà bà nói em con cố gắng học. Bà biết là mình là mắc mẹ sớm rồi này kia đó. Em cố gắng học nghe. Bà lấy cái tay bà vỗ lên đầu mình nắm tay bà hoài. Bà nghĩ chắc nít noi kệ nó, mà mình thì mình biết. Mà nói trời cái tay cô giáo đẹp cái ghê. Thì nghĩ thấy ghê chưa, nít quỷ kinh khủng không? Học ở lại 3 lớp, không chịu lên lớp nha. Tại vì thấy cô Dung đẹp lắm, muốn ở lại lớp quá. Trời ơi, cuối cùng không dở nhất, ở lại 3 năm, cuối cùng làm lớp trưởng. Bự quá là lớp trưởng. Cuối cùng vừa tới năm thứ 3 thôi kệ, ở lại hoài thôi cho lên. Mà ngộ lắm, đúng là nó gầy dựng lâu dài vậy. Ở lớp 1 3 năm nên tuy học dở nhưng mà nó gầy dựng cái nền móng á, quá dày. Cái nền móng lớp 1 nó dày kinh khủng luôn. Ai ở là 3 năm giữ cái trận. Năm nào cũng trường á thì cứ 40 đứa mà mình thì cứ hạng 39 luôn. Hạng gì đâu mà hạng thấy ghê vậy đó. Ngộ ghê. Tới học là lớp 2 học với thầy Tấn. Thầy Tấn ổng thì thầy giáo mà ổng đi làm rễ ruộng dữ lắm. Thầy Tấn nhớ thầy ngày xưa dạy lớp 2 khó tính vô cùng. Mà nhà thì có mình ổng làm, vợ thì cũng cô giáo, ít làm phụ, còn ba mẹ thì lớn tuổi. Mình nói thôi giờ mình thì dở quá, thầy Tấn niệm khó quá, thấy đánh mấy đứa kia ghê quá. Giờ còn có một cách là phụ làm với ổng, chắc ổng không đánh mình. Cũng ghê gớm được chứ. Cuối cùng mỗi lần đi học thêm, đi lại nhà ổng học thêm, đi lại học thêm là không có học. Nói thầy để con phụ quét nhà với thầy. Con phụ vác lúa với thầy. Thì ông nói con vác lúa đi thầy cho điểm thôi. Trời ơi, ông quýnh với đứa kia te tô mà kia mình không có đánh. Tại vì mỗi lần ông chạy xe đạp đi vô nhà mình mà ở vô trong quê đó mà ông đi làm ruộng là mình đi theo ông không à. Đi theo ông rồi mình gạt cái bình thuốc sâu giùm cho ông. Xúc bình thuốc sâu giùm cho ông, ông thương. Cuối cùng vô trường học không có đánh. Mình nói thôi con này học dở lắm thầy, con phái ở là lớp rồi chứ con không thích lên. Kỳ cục ghê, nó ôi sao em ngộ, ai học cũng thích lên nhưng mà sao em thì thích ở lại lớp. Nó em ngộ vậy đó. Thật sự với thầy là năm lớp 1 em ở 3 lớp thầy ô. Nên em bự quá trời bự, bây giờ mới học lớp 2 à. Em mà thích lót cái nền móng cho nó dày. Tiếp tục lớp 2 ở là 2 lớp. Như vậy thấy vớt 5 năm mà đúng không? Nó là thấy 5 năm là ở lại lớp đâu, không có lên. Không có chịu học bài sao lên. Trời ơi, đi học mà mày chứ dép lết. Mày dép lết thiệt là bóng bỏ vô cái cặp. Bắt đầu hồi xưa mà cái thời phim rạp á, phim chiếu rạp mà phía sau đen rồi đó.
Trời ơi, cũng đi học giống con người ta vậy đó. Tự nhiên đi tới cái bùng binh, tới cua, cua vô cái rạp phim, chui vô đó ngồi. Ngồi cái canh giờ, sắp sửa mà trường học đi ra. Đầu vừa nó đi ra cái mình xẹt ra, mình đi theo nó đi về. Mà tại vì ba Như Đức không nói một câu này mà Như Đức đâu cần học đâu. Ba Như Đức nói một câu đặc biệt vô cùng. Ba Như Đức nói một câu này nè: con ơi, học có nhiều cũng làm ruộng thôi, biết chữ là được rồi. Ông nói một câu vậy thôi, mình nói đúng là ba mà không hiểu ý mình ghê. Thôi vậy mình biết chữ là được rồi, đúng rồi, bây giờ mình biết chữ rồi. Tại vì học lớp 1, 3 năm quý vị, nó lót cái nền móng thì ghê thiệt chứ. Vậy mà đọc chữ ào ào luôn á, biết chữ là được rồi, ba mình nói biết chữ là được rồi. Cuối cùng đi làm ruộng học nhiều chi. Thôi ở lợ không ăn thua vậy chứ ha, cứ ở lợ thôi à. Rồi lớp 2 lên được lớp 3, lớp 3 học được có nửa lớp nghỉ. Nửa lớp nghỉ luôn, nghỉ học luôn. Rồi vậy là chỉ có lớp vậy thôi. Hồi đó còn đọc được, khi đi lên thành phố á, lên thành phố nấu ăn thì không viết chữ. Nói ngay cầm cái sạn viết chữ gì. Cuối cùng mười mấy năm nấu ăn quên viết chữ luôn. Đọc chữ thì đánh dặn. Nên từ nơi đó đi vô chùa tu lại đọc kinh. Đọc kinh cái đọc lại được, cái tự nhiên viết chữ sao viết quen tay lại. Cái giờ viết chữ cũng ngon lành, đọc kinh thì đọc được. Rồi là con người chỉ như vậy thôi. Rồi gặp tịnh độ rồi tu thôi, vậy đó quý vị. Vậy mà bây giờ ngồi nói chuyện quý vị nghe quá trời luôn. Ngộ ghê không quý vị, thấy cái phong tịnh độ này lạ chưa? Hả? Thấy không? Cái con người này rõ ràng luôn á. Mà có cái là ghen. Ví dụ như người ta lên nói chuyện nè: chào quý Phật tử. Đùi, cái đùi lên ngắt. Có cái ông đó nói chuyện, ông lên đó nói chuyện xong xuống chân đi đâu nổi đâu. Là cái đùi lên ngắt nó giật mẻ. Còn mình thì mình không biết gì, nhưng mà mình lên mình ghen. Trời ơi, mình lên mình nói chuyện ầm vậy đó. Nói mà mình không biết trời chăng vậy chứ mình nói cho mình nói. Quá trời nói luôn. Được con cái là ghen. Nhận Đức được con cái là trước công chúng Nhận Đức gan dữ lắm. Lên nói rồi mà trong bụng mình nói, bây giờ mày nhát mày cũng nói. Thà mày gan đại đi. Lên mày vớt tá lả âm binh nữa chứ. Thử coi sao. Vậy đó mà văn ôn võ luyện quý vị. Luyện viết thành chuyên nghiệp luôn. Bây giờ chuyên nghiệp rồi. Bây giờ ngồi có mình một nói ào 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 vậy trời. Có nhiều người nói: ủa thầy nói chuyện với ai thầy? Nói mình. Nói ai đâu. Ủa mỗi ngày giảng với ai? Giảng mình một à. Đặt mấy bài phim giảng như thôi. Ủa sao thầy nói gì đâu mà giống nói với người ta vậy? Nói với Hương Linh á. Ngồi nói mình mà nói thấy ghê lắm. Ào 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 vậy đó, có khi la ầm sùm như á. Một mình mà. Quý vị mà ví dụ như bắt chợt quý vị mà tự nhiên trong cửa sổ thì mà nhìn ấy, nói: trời thầy này sao thấy ghê trời. Nói gì thế mà lạnh lẽo ấy. Gì đó. Có khi mà Như Đức nói chuyện mình, Như Đức nói: nè cho quý vị biết nha, pháp môn tịnh độ này không có đơn giản đâu nha quý vị. Nó chào chào quý vị nào ấy chào. Quý vị nghe mình Như Đức giảng rõ ràng đúng không? Giảng ào ào luôn mà giảng rồi nó có hồn nữa chứ. La ung sùm hết chứ. Ngồi trong phòng cấp trước thì cái lớp đệ tử quy bị ngủ á. Vô đó đó có nhiều người nghe mình quá, xong rồi người ta lỡ người ta hỏi: thầy ơi, có nhiều người cái phòng thu của người ta nó đặc biệt lắm, cái phòng thu của thầy chỗ nào cho con vô con tham quan? Như Đức nói: mắc cỡ quá, phòng thu không có đâu cô ơi. Muốn coi không? Muốn. Xuống cái nhà đó đó, nhà cấp 3 sắp sập. Để cái hình thánh chúng ngồi giảng thôi. Bao nhiêu năm nay nó vậy đó cô. Xong cái hòa thượng sắp sửa xây dựng, Như Đức nói: sắp sửa xây dựng là chắc chắn mình ngồi dưới đó khó nghe, giờ phải tính làm sao. Rồi Tết nhất Phật tử về người ta ngủ đông quá, người ta nằm người ta ngủ hết trơn ngay chỗ đó, giờ sao đây? Thôi rồi cấp Tết quý vị thấy Những Đức chia sẻ mấy buổi Phật pháp mà để cái dừa là phòng Những Đức á, cái phòng Những Đức là cái giường nằm đây, cái chỗ giảng đây nè, cái đem hai cây dừa để sau lưng. Lúc trước chưa có bức tranh, gần Tết đâu có làm được đâu. Cuối cùng nhờ ông thầy Nhẫn Ăn này nè, ông ra ngoài cái chỗ mà bán cây kiển ngoài á, nói: ông lựa dùm tôi hai cái cây. Cuối cùng ông lựa hai cây dừa nước cho mình. Nói cho bụng ông lựa cũng ngộ ghê luôn á. Nhìn cái mặt Như Đức cũng giống cây dừa nước đó, ông lựa hai cây dừa nước để sau lưng cây dừa ấy vậy. Ngộ ghê á, ngồi nói gì mình nói chuyện với sao cây dừa á, phải không? Cái đầu là bức tranh có, xong cái để bức tranh vô tới bây giờ luôn á, bức tranh đó đó. Rồi cây dừa đem xuống dưới đây rồi đưa qua bên cái bảo tháp bên kia để bên làm kỷ niệm. Hai cây dừa từng ngồi giảng đó. Thấy không?
giờ là giảng trên phòng luôn, khỏe re luôn, ngay phòng luôn. Ôi ô, nó tự tại gì đâu. Mỗi ngày ngủ xong thức dậy, niệm Phật xong đi giảng pháp, ngồi tại chỗ luôn. Bước lên đó, thay y giảng pháp xong lột y ra nằm võng niệm Phật tiếp tục, ngay phòng mình luôn. Gọn hơi khỏi cần đi đâu luôn quý vị. Bây giờ mưa gió ào ào cỡ nào mặc kệ, ở trong phòng mà sợ gì. Lúc trước còn đi qua bên kia còn sợ mưa đúng không, bây giờ khỏi sợ mưa luôn, khỏe ra. Tới giờ cái chia sẻ Phật pháp tự tại vô cùng, ngồi có mình một. Vậy mà bà giảng đưa lên khắp nơi, người ta vô người ta coi, chia sẻ tùm lum tùm la chứ. Mặt xấu gì mà cũng chụp hình nhiều lắm nghe. Trời ơi, có nhiều cô làm hình mình được nghe. Có lần mà chụp hình làm nè. Ê cô kia nhắn tin của nó, thầy ngầu quá. Bữa sau chụp lại. Trời ơi, cái gì đâu. Nên cái quan trọng là trước công chúng là cái gì, hiểu không? Tự nhiên. Chúng ta về đây tu mấy ngày, có nhiều cô Phật tử những đức gặp, họ nói ở nhà có khi cũng nghe pháp cũng tu, nhưng khi đi về chùa, đặc biệt là giống như mình về tới chùa cái buông xuống vạn duyên hết trơn, không có cần bận tâm lo âu cái gì, giống như chỉ lên tu rồi xuống ở đầu ăn cơm, rồi khi chị em mà ngồi nói chuyện vài câu chơi, hoặc là nằm nghỉ một chút xíu rồi bắt đầu tiếp tục tu nữa, cứ vậy thôi. Nên thấy khi đi về chùa nó thoải mái quá, tại vì nó không có bị bận rộn cái việc gia viên gia đình, rồi không có cần mỗi buổi sáng phải lo cái việc tiền bạc vật chất gì hết, nên là nghỉ được mấy ngày lễ đi vô trong chùa tu nó thấy nó thoải mái gì đâu mà mấy ngày sao qua mau quá, phải chi mà lâu lâu một chút. Khi những đứa gặp có nhiều cô mấy cổ nói như vậy, cái cảm giác đó giống như là mình thèm tu, thèm tu, mà thèm tu mà tu không được nhiều thì nó thèm hoài, còn gặp mà nó thèm tu mà nó tu nhiều quá cái nó ngán, khi nó ngán rồi cái nó chán, chán rồi bỏ tu luôn. Nên những đức thấy rằng pháp môn tịnh độ này mình phải tu làm sao mà mình thèm tu, mà nó phải duy trì, nó thèm cả đời, nhớ nha. Tại vì nhiều người tu pháp môn tịnh độ này mà ta bỏ cuộc là do gì? Cái ban đầu người ta thích tu, cái người ta háo hức, người ta tu dữ quá. Giống như tu cho giảng sanh phước cho rồi mà nó không giảng sanh, nó chưa đến lúc giảng sanh. Giống như cái trái mà chưa đến lúc chín mà bắt nó chín cũng không được nữa. Nên là ép quá, tu dữ quá, thời gian cái ngán, nghỉ tu. Nên những đức thấy rằng là mình gặp pháp môn tịnh độ này tu mười mấy năm mà càng tu thì càng thích, càng tu thì càng hứng tu, là do gì? Nó được cái thời gian bổ túc, nó được có cái thời gian mà nó thấm mình từ từ, rồi nó gây dựng được lòng tin kiên cố. Những đức thấy rằng là đi con đường này rất là hay, rất là hay. Thí dụ như bây giờ quý thầy đồ, quý chú đồ đi đâu cái là bắt điều niệm Phật lên niệm. Có khi có những người không hiểu, người ta thấy quý thầy quý chú đồ niệm Phật mà sao niệm không nghiêm túc nha. Niệm mà có khi ngồi trên xe mà niệm có khi vui quá, khi vừa niệm mà vừa cười đồ, thấy như là thiếu sự nghiêm túc. Những đức nói rằng nó còn đỡ hơn là không niệm, nó còn đỡ hơn là lên xe bắt nhạc, nó còn đỡ hơn là lên xe mình hát ca. Thà bây giờ cho người ta niệm, người ta cười, người ta vui một chút còn hơn là quý vị bắt nhạc và hát ca. Quý vị biết rằng đọc quyển sách của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, Ngài có nói một câu, cái câu Phật hiệu này quý vị niệm giỡn nó cũng thành thiệt nữa, vì câu ai với đạo Phật nó giỡn nó cũng thành thiệt nữa. Nó lạ như vậy đó. Giờ câu Phật hiệu này vì niệm nháy theo giờ nó cũng thành thiệt nữa, nó cũng thành gieo cái duyên đắc độ về sau nữa. Thí dụ như giờ mình niệm ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật, cái người người ta không thích, người ta nói ai di đà Phật, cái gì đà Phật. Nháy như vậy luôn đó, mà nó cũng là gieo cái duyên đắc độ về sau luôn nữa, chứ đừng có nói mà nói là có tâm niệm. Tại vì câu ai di đà Phật là bổ nguyện mà,
chỉ cần bị nháy thay một câu nó cũng dính luôn rồi đó. Nên cái câu chuyện mà những đức thường kể không, cái người này mà chỉ mà đi vô trong rừng mà bị con cọp nó rượt một cái mà leo lên cây mà niệm mô Phật, có một cái danh từ mô Phật thôi, như vậy nó mà trải dài một cái thời gian mà đến khi gặp Đức Thích Ca Mâu Ni ha, mà ngài hóa độ cho mà tu thành tựu là chỉ có đúng có cái chỗ là niệm câu mô Phật thôi đó. Nên cái câu Phật hiệu này mà mình gieo duyên cho người ta, dù người ta chê trách hay là người ta hoan hỷ gì cũng vậy chứ, người ta chỉ cần nghe qua là người ta sẽ tự nhiên hoan hỷ liền, tự nhiên là người ta nghe qua là người ta gieo cái duyên đắc độ về sau liền không nói chứ. Nó lạ như vậy đó. Nên á, khi mà đi xe hay gì đó mà bắt cái điều địa chung niệm á, mà có cái điện thoại mà trực tiếp cho người ta coi, người ta thấy, người ta chia sẻ nha. Mỗi người ta coi qua cái nhiều người hoan hỷ. Có những người bây giờ người ta chê trách cái vị niệm mà sao không được nghiêm túc này kia. Kệ người ta chỉ cần thấy qua thôi là người ta cũng đã gieo cái duyên được đắc độ về sau. Mình bị chê một cái mà người ta được gieo cái phước duyên đó để mà người ta được thành tựu cũng tốt. Nên những đức nghĩ vậy đó quý vị. Nên tới cái đời những đức chia sẻ Phật Pháp, chia sẻ Pháp Môn Tịnh Độ này á, là tự nhiên con người nào cũng tu được hết chứ. Không có bao giờ mà người nào nói niệm Phật mà nói là tu niệm không được hết chứ. Tùy vào con người đó niệm, niệm lâu dài quý vị tự hiểu. Những đức nói 100% niệm câu Phật hiệu này niệm lâu dài thì quý vị sẽ tự hiểu được. Bây giờ có nói thì sao quý vị cũng chưa có nhận thức được sâu đâu. Bây giờ quý vị niệm lâu dài đi mười mấy năm quý vị sẽ biết. Sẽ biết câu Phật hiệu nó thù thắng cỡ nào liền. Chỉ cái người niệm mà mấy chục năm mà không cảm giác được là do gì họ niệm mà họ không có sâu sắc. Sâu sắc là sao thầy? Là lúc họ tu mà họ thường thay đổi hoài. Bữa nay họ tu môn này, họ nhìn môn kia, ngày mốt họ tu môn kia, họ nhìn môn nọ. Họ cứ thay đổi hoài. Trong cái thời gian mười mấy hai chục năm đó họ thay đổi hoài. Họ sống núi này trong núi nọ, tu môn này nhìn môn kia. Họ cứ làm vậy hoài nên họ không có nhận thức được cái câu Phật hiệu này thôi. Còn nếu như câu Phật hiệu này mà cái người đã kiên nhẫn mà niệm 10 năm mười mấy năm đi, rồi tự nhiên quý vị sẽ thấy cái lợi ích của câu Phật hiệu này liền. Cái lợi ích của câu Phật hiệu này cực kỳ lớn. 45 phút rồi đó. Thôi chúng ta học tập đến đây thôi quý vị. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Quý vị chắp tay lên hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh